Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 799 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 798 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Lan Phương và bạn Bùi Minh Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với người anh trai ruột của bạn, và chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu. Đó là vào năm 1999. Thì vào thời điểm đó là bạn nam này cũng đã lớn rồi các bạn, bạn đã đi làm thâu ngân cho một cái quán cà phê. Cho nên nó là mỗi ngày đi làm á thì tối là rất là khuya bạn mới về nhà, tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ mấy khuya là bạn mới về nhà. Còn riêng cái người anh trai ruột của bạn á thì anh có một cái tiệm sửa xe gắn máy riêng các bạn. Thì anh này á là ngoài cái giờ mà sửa xe ra là anh rất là thích độ xe, mà anh cũng rất là ham mê tốc độ, cho nên á là anh cũng rất là hay đi đua xe. Anh có những cái người bạn cũng vậy đó, là cũng hả là thích độ xe rồi cũng ham mê tốc độ, hay đi đua xe lắm. Thành ra là cứ một tuần một lần á, là vào chiều ngày thứ bảy á, là các anh này sẽ tụ tập ở nhà của bạn, xong rồi á, là sẽ kéo nhau đi chơi. Có lúc á, thì đi chơi bình thường, có lúc á, thì kéo nhau đi đua xe các bạn, đi hoài luôn, nhưng mà không có chuyện gì hết. Cho tới sau này khi mà anh của bạn có người yêu rồi á, thì bắt đầu anh mới bớt dần dần không có còn đi đua xe nhiều nữa, là do cái cô kia là cổ la quá. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là do là bạn không có đi xe, bạn đi chung với người bạn của bạn, bạn đi làm. Thì bạn có dặn anh bạn rằng á, là tối nay nhớ là 10 giờ mấy á, anh chạy lên á, là anh đón em nha. Thì anh của bạn á, là 10 giờ mấy cũng chạy lên quán cà phê để mà đón bạn. Rồi bắt đầu hai anh em bạn đi về nhà ha. Thì cái lúc mà về tới nhà là đã hơn 11 giờ đêm rồi. Nhưng khi vừa vô nhà ăn chút xíu, cái tự nhiên ảnh kêu bạn rằng á, là mày đi kiếm cho tao cái quần jean coi. Mà lúc đó bạn hỏi rằng á, là ủa, ông lấy quần jean làm gì? Ông đi đâu hả? Giờ này 11 giờ mấy rồi, ông còn đi đâu nữa? Ba mẹ ngủ rồi, ông đi giờ này á là ba mẹ biết, ba mẹ la đó. Nhưng mà anh của bạn lại không có trả lời, không có nói rằng là mình đi đâu cả, mà cứ kêu bạn rằng mày đi kiếm cho tao cái quần riêng coi, đi kiếm cho tao cái quần riêng coi, cứ kêu vậy ha. Thì bạn cũng bực bội, bạn cũng đi. Và khi mà kiếm được cái quần riêng cho ổng, bắt đầu đưa cho ổng mặc ha, xong cái bạn lại hỏi tiếp, bạn nói rằng là giờ nào ổng đi đâu, thôi giờ này gần 12 giờ đêm rồi còn đi gì nữa, có gì để mai đi đi, giờ này đi rồi chừng nào ổng mới về. Mà ảnh cũng không trả lời các bạn, không nói, không rằng, im khe. Xong cái hả là ổng đi ra trước, cái ổng mới đẩy xe ra ngoài. Mà cái lúc ổng đẩy xe ra ngoài rồi, cái ổng vô ổng kêu bạn rằng á là đi ra đóng cửa giùm anh coi mày. Cái bạn cũng đi ra, mà cái lúc đứng ngay cửa là bạn còn hỏi dặn thêm một cái lần nữa là ông đi đâu vậy, chừng nào ổng mới về, chừng nào ổng mới về ổng nói đi để hả em thức em đợi cửa, chứ để mất công ngồi hả ông về cái ông kêu cửa, cái ba mẹ dậy nữa, mất công ba mẹ la nữa, rồi ba mẹ mất ngủ nữa. Mà ổng cũng không trả lời các bạn, không trả lời, cho tới khi mà ổng leo lên xe rồi, ổng đề máy xe rồi, thì lúc đó là ổng mới quay qua, ổng mới trả lời bạn, ổng nói rằng là mày khỏi đợi cửa, tao đi luôn, tao không có về đâu. Thì khi nói cái câu đó xong là ổng mới gồ máy xe ổng đi. Mà lúc mà bạn nghe cái câu trả lời lạ lùng của anh trai mình á, là bạn chưng hửng luôn, bạn chưng hửng luôn, trời ơi, cái ông này tự nhiên ông đi đâu mà ông hả nói gì kỳ vậy trời, nói gì mà bậy bạ vậy trời, ông này đi đâu vậy, là bạn tức trong lòng nha. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do ổng giỡn với mình, ổng đùa với mình, cho nên ổng mới trả lời cái kiểu như vậy. Thì thành ra là bạn cũng đóng cửa xong cái bạn vô, bạn nằm bạn ngủ.
Thì bạn ngủ như vậy ha, là cho tới 4 giờ sáng hôm sau là bắt đầu là nguyên gia đình của bạn bị đánh thức dậy là bởi cái tiếng đồ điện thoại bàn reo, các bạn reo quá trời luôn. Thì gia đình của bạn bắt máy lên thì đầu dây bên kia báo rằng là anh của bạn á là đang nằm trong bệnh viện gia đình, kêu vô liền. Thì gia đình của bạn hết hồn hết trơn, cho nên nó là mới hả là tức tốc đi vô trong bệnh viện gia đình. Thì khi mà vô là anh của bạn đã ra đi rồi, các bạn đã mất rồi. Và bác sĩ người ta nói rằng là anh của bạn là đã mất trước khi mà được đưa vô trong bệnh viện. Khi mà vô bệnh viện là anh đã mất rồi. Anh của bạn bị tai nạn giao thông mà mất, các bạn. Thì lúc đó là gia đình của bạn khỏi phải nói, rất là đau đớn, đau khổ dữ lắm. Xong rồi cũng đem xác anh về để mà làm đám tang. Thì sau đó là cũng có hỏi những cái người bạn quen với anh á, thì ban đầu họ cũng giấu, nhưng mà hỏi hoài thì cuối cùng họ cũng cúi đầu, họ mới nói rằng á là do cái hôm đó đó là cái là hẹn với nhau đi đua xe, mà đi đua xe ở trên cái con đường Điện Biên Phủ bên Bình Thạnh đó các bạn. Mà đi đua như vậy ha, là những người này họ nói rằng á là trong cái lúc đang chạy á, là anh của bạn đang chạy nhanh bình thường vậy, thì các bạn tưởng tượng đi, đua xe chạy rất là nhanh. Xong cái tự nhiên có một cái ông cụ mà ổng ở đâu ổng đi ngược chiều, và lúc đó là những người này thấy nè là ổng đi ngược chiều hả, là ổng đi xe đạp ổng đi ngược chiều lại. Thì khi mà anh chạy tới là anh thấy cái ông đó, ông mới né cái ông đó, và khi anh né cái ông đó là anh của bạn đã té xuống, các bạn, té xuống. Mà cái lúc mà họ hả ngừng xe lại họ chạy lại anh á là đỡ anh lên, là anh của bạn đã hước, đã lấy hơi lên rồi và chuẩn bị ra đi đó. Sau đó đưa vô bệnh viện là đã ra đi trên cái đường mà đi cấp cứu rồi, các bạn. Mà rất là ngộ là như vậy nè, là khi mà anh của bạn té xe thì các bạn biết rồi, mình té chỉ cần chút xíu thôi là mình đã chầy tay chầy chân ha. Còn huống chi anh của bạn té rất là mạnh xuống, nhưng mà anh của bạn lại không trầy gì cả, không trầy tay, không trầy chân, không trầy mặt gì cả. Nhưng có một cái là anh của bạn bị bầm tím nguyên cái mặt luôn. Cái mặt của anh bị bầm tím, các bạn. Ba mẹ của bạn rất là đau khổ. Thì sau đó là cũng chôn cất anh. Xong rồi á, là có những cái điều lạ mà những cái người xung quanh kể lại rằng á, đầu tiên á, là cái người bạn của anh. Người bạn này kể á, là tự nhiên cách đó là mấy hôm trước á, là anh mới nói với người bạn này rằng á, là ê mày, tao á, tao sắp đi xa rồi. Có gì á, là mày... mày chăm sóc cho bạn gái tao giùm, mày chăm sóc cho bồ tao giùm, tụi bay nhớ lo lắng cho cô ấy giùm tao. Tao sắp đi xa rồi mà hỏi thì không nói đi đâu hết, là ngộ một cái như vậy. Rồi lúc đó những người này cứ nghĩ rằng á là chắc là nó giỡn nó đùa, chứ nó đi đâu đâu có làm gì đâu đi đâu. Tự nhiên nói vậy giỡn đùa thôi, cho nên nó là cũng không có nghĩ gì, cũng không có suy nghĩ gì hết. Và thêm một người nữa, đó là cái chú mà bán cà phê ở trong xóm của bạn. Chú này là chuyên môn bán cà phê cho anh ha. Mà bình thường á là chú này bán hả bắt đầu ghi sổ, các bạn. Tự nhiên á là chú mới nói rằng trước đó khoảng 1 tuần, trước cái ngày anh mất khoảng 1 tuần á, là tự nhiên anh qua bên nhà chú, anh mới kêu chú rằng á là chú tính cho con toàn bộ cà phê mà từ nào giờ con uống á, là chú coi coi chú hả là cộng sổ coi nhiêu để con trả tiền cho chú. Thì lúc đó là chú còn nói rằng trời, nay thằng này hả là ngộ bay, tại vì bình thường là anh của bạn không bao giờ, chỉ có khi nào mà chú thấy nhiều quá rồi chú cộng sổ lại nhiêu nhiêu qua đòi anh thì anh trả thôi, chứ chưa bao giờ mà anh của bạn mà qua mà kêu cộng sổ mà tự động xuất tiền ra trả như vậy. Thì chú có hỏi rằng trời, nay thằng này lạ ta, nay trúng số hay gì á mà hả sợp vậy ta. Thì anh còn nói rằng con sắp đi xa rồi, cho nên đó là con coi coi hả là con nợ chú nhiều con trả trước. Đó là cái người thứ hai. Cái người thứ ba là cái người em ruột của ông nội của bạn. Ông này thì ở dưới quê bạn gọi là ông luôn ha. Thì ông cái hôm mà đám tang của anh á là ông mới lên, ông mới khóc, ông mới nói rằng là trời ơi, hồi lúc tầm khoảng 4 giờ mấy, là cái lúc 4 giờ là gia đình của bạn nhận được cuộc điện thoại chạy vô bệnh viện anh đã mất rồi. Thì tầm 4 giờ mấy á, là ông đang ngủ, tự nhiên á, là ông hả là nằm mơ mà ông thấy á, là anh của bạn về á, về dưới quê các bạn, xong rồi đứng ngay chỗ hả là cái sân nhà của ông á, anh mới kêu hả là kêu ông quá trời luôn, kêu ông thì ông mới giật mình dậy. Cái lúc ông giật mình dậy là người của ông đổ rất là nhiều mồ hôi, thì ông mới suy nghĩ rằng trời ơi, sao quái lạ, tự nhiên mình lại nằm mơ thấy giấc mơ gì kỳ vậy. Thì ông rất là lo sợ dữ lắm, cho nên nó là đợi tới sáng thì mới gọi lên hỏi rằng đó là nhà có chuyện gì không, thì mới được ba mẹ của bạn báo rằng anh của bạn đã mất rồi.
Thì ông mới tức tốc từ dưới quê lên, ông khóc quá trời luôn. Trời ơi, tự nhiên nằm mơ thấy nó về, nó đứng ngay chỗ sân, nó nói rằng đó là ông ơi, ông ơi, ông nó kêu hoài vậy đó. Thì ông đã linh tính có cái điều gì không may rồi. Thì đó là về người em ruột của ông nội của bạn. Thêm một người nữa, đó là bà nội của bạn các bạn. Thì bà nội của bạn nói á, là trước khi mà cái ngày anh xảy ra tai nạn là tầm khoảng 2 tuần, là cái hôm đó là bà nội ngồi trước cửa nhà, đang ngồi chơi trước cửa nhà vậy đó, cái tự nhiên là có một người, người đó đi xe đạp, mà người này á là chạy ngang qua bà nội ha, xong cái không hiểu sao cái người này vòng lại, người này mới nhìn bà nội mới nói rằng á là bà, nhà của bà là sắp có tài á. Thì khi mà nghe cái người này nói ha, thì người này nói xong người này chạy đi, không nói thêm gì nữa, chạy đi các bạn. Thì khi mà nghe cái người này nói là bà nội của bạn chỉ cười thôi, là tại vì á là bà nội nghĩ rằng á trời, tự nhiên á là có người nói với mình vậy thì chắc là mình sắp trúng số, bà nội chỉ nghĩ vậy thôi, tại vì có tài thì nghĩ là tài lộc. Mà ai dè đâu là 2 tuần sau xảy ra chuyện như vậy trong gia đình. Thì đó là những cái hiện tượng mà trước khi là anh mất nha các bạn. Thì khi mà sau khi chôn cất xong rồi thì do là ba mẹ của bạn quá đau buồn, quá thương nhớ anh của bạn, cho nên nó là ba mẹ của bạn á là muốn rằng á là sẽ đi tìm thầy để mà gọi hồn anh về để mà hỏi anh coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng hỏi han bạn bè ha, thì người ta mới chỉ cho một cái bà thầy, mà hôm đó là bạn cũng có đi nữa. Bạn kể rằng nhà của bà thầy này dưới Cần Giờ á, là phải đi qua cái phà Bình Khánh, xong rồi phải chạy sau 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 mà vô cây cối nhiều giống như vô rừng vậy đó nha, thì mới vô được tới nhà của bà. Hỏi người ta thì theo cái đường đi đã hướng dẫn đó, rồi hỏi người ta thì người ta mới chỉ vô tới nhà của bà. Thì khi mà vô nhà của bà thì mẹ của bạn cũng trình bày cái việc vậy đó, là ý muốn như vậy đó, cho nên bà mới đưa ra một cái tờ giấy, bà kêu rằng á, là mẹ của bạn ghi ra cái họ tên của anh bạn, rồi ghi ra cái ngày sanh tháng đẻ và cái ngày mất của anh bạn. Bắt đầu mẹ của bạn mới ghi ghi cái bắt đầu hả, là bà thầy bà cầm cái tờ giấy, xong cái bà lợi bàn thờ bà mới đốt nhang, bà thắp nhang, bà khấn vái gì đó, cái bà lợi bà ngồi y nguyên như mới nãy vậy đó ha. Thì lúc đó hả là tự nhiên bà rùng mình lên, bạn mới chứng kiến nha, là bả rùng mình lên nha, xong cái tự nhiên bả đang nói cái giọng là đàn bà, tự nhiên hả khi rùng mình lên xong cái bả chuyển qua bả nói cái giọng đàn ông, mà nói bả tự xưng bả là cậu ba, bả nói rằng là bả cầm tờ giấy cái bả nói để hả cậu ba đi kiếm cái thằng này cái, đợi một chút nha, để đi kiếm nó. Bắt đầu hả là sau một hồi im lặng rất là lâu các bạn, cái tự nhiên á là bà lại nói thêm rằng kiếm được nó rồi, bây giờ cho nó mượn cái xác này để mà gia đình nói chuyện với nó, có gì hỏi lẹ nha. Cái hả là cái vong cậu ba đó xuất ra, xong rồi á, là vong của anh bạn nhập vào. Thì khi mà vong của anh bạn nhập vào một cái hả, rùng mình lên một cái nhìn ba mẹ bạn khóc, khóc quá trời luôn. Lúc đó là ba mẹ bạn vẫn chưa chưa nhận biết là anh, mà khóc quá trời, nó ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá, con nhớ ba mẹ quá, ba mẹ ơi. Mà lúc này nha, trong khi mới nãy thì bà thầy là bà nói giọng đàn bà, rồi khi cái vong cậu ba đó đó nhập vô thì bà nói giọng đàn ông, là giọng đàn ông khác, nhưng lúc này bà lại nói giọng của anh bạn các bạn, bà nói lại nói giọng của anh bạn, giọng y như anh bạn luôn. Xong cái khóc, thì lúc đó là ba mẹ với lại bạn đã nhận ra anh rồi, cho nên đó là coi như là dở òa các bạn, khóc quá trời khóc luôn. Thì ba mẹ mới hỏi mới hỏi là sao vậy con, sao tự nhiên á là hôm đó con đi vậy, trời ơi con chết vậy á, là ba mẹ đau lòng lắm con có biết không. Thì anh của bạn trả lời rằng á, là đáng lẽ hôm đó là con không có đi đâu, tính rằng là không có đi đua xe, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên thôi thúc các bạn, cho nên nó là anh mới đi. Anh đi và trong cái lúc anh đua, anh kể lại nha, là trong cái lúc anh đua đó là đang chạy là anh hoàn toàn anh không có thấy cái ông già đó, anh không thấy, mà anh lại thấy có một cô gái đang chạy ở đó, tự nhiên thấy cô đó đứng trước vậy đó nha, mà tóc cổ dài, cổ mặc nguyên một bộ đồ trắng, xong rồi á là anh hả là tông coi như là né cái cô đó, nhưng mà né không được cho nên tông thẳng vô cái cô đó luôn. Và khi mà hả tông thẳng vô tới khi anh nhìn lại là coi như là anh đã mất rồi á các bạn. Trời ơi, anh nói rằng con đau lắm, bây giờ con đau cái mặt, con đau cái đầu lắm. Là mới nãy thì nói đó, là anh của bạn mất là không có trầy xước tay chân, không có gãy tay gãy chân gì hết, nhưng mà về cái phần mặt không trầy, cái đầu cũng không có bị gì hết, nhưng mà cái mặt của anh bầm tím, ngộ vậy đó nha.
Thì anh nói rằng là bây giờ là con đau lắm, con đau đầu, con đau mặt quá trời luôn. Bây giờ là hả, con phải điều trị, con phải điều trị, con đang điều trị để cho nó hết đau. Anh còn nói là cái từ điều trị nha các bạn. Thì ba mẹ bạn khóc quá trời, nói tự nhiên con đi làm chi, bây giờ con mất ba mẹ đau khổ quá. Thì anh bạn nói rằng thôi ba mẹ đừng có đau khổ, ba mẹ về đi. Chừng nào con điều trị xong, cái đầu của con hết nhức rồi á, thì con sẽ về, con phù hộ cho ba trúng số. Nhưng mà ba nhớ nha, anh dặn một cái câu vậy nè. Nhưng mà ba nhớ nha là ba đừng có mua nhiều, ba mua 2 tờ thôi. Con sẽ hả là sau khi điều trị về hết rồi, con sẽ về, con phù hộ cho ba trúng số, ba mua 2 tờ thôi, đừng có mua nhiều. Bắt đầu nói xong cái hả là nói thêm vài câu nữa là anh bạn xuất ra. Rồi bắt đầu bà thầy á, là một hồi sau bà tỉnh. Bà tỉnh rồi bắt đầu gia đình của bạn đi về ha. Thì khi đi về cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho tới tầm khoảng chừng 1 năm rưỡi sau á, thì thiệt tình á, là cái hôm đó có người bán vé số thì bà nội của bạn mua 1 tờ. Ba của bạn mua 1 tờ các bạn. 2 tờ. 2 tờ đó trúng thiệt. Trúng giải độc đắc nha. Là khoảng 5 rưỡi sau là năm khoảng 2000, gần 2001 đó. Là cuối năm 2000, cuối năm 2000 đó nha. Là bà nội và ba của bạn đã trúng được 2 tờ vé số. Trúng độc đắc luôn. Thì gia đình của bạn nghĩ rằng là nhớ lại cái lần mà nói chuyện với anh á, là anh nói rằng là khi nào anh điều trị xong, anh không còn nhức đầu nữa thì anh sẽ về, anh phù hộ cho ba trúng số. Mà ba nhớ đừng có mua nhiều, ba mua 2 tờ thôi. Thì bây giờ bà nội với ba lại trúng số, mỗi người 1 tờ là 2 tờ. Cái lúc đó hả gia đình mới nghĩ trời ơi, không lẽ thiệt như vậy, linh dữ ha. Xong cái gia đình cũng hả là thu xếp bắt đầu gửi anh vào trong chùa. Thì khi mà đưa anh vô trong chùa thì vị sư ở trong chùa mới nói với lại ba mẹ vậy nè các bạn, nói rằng là đáng lẽ là anh không có chết đâu, nhưng mà anh của bạn đã thay thế mạng cho ba của bạn các bạn. Tại vì cái năm đó là cái năm kỵ, mà nếu mà anh mà không mất á thì ba của bạn sẽ mất, còn nếu mà anh mất á thì ba của bạn sẽ không mất. Cho nên đó là anh của bạn đã mất để mà thay thế cho ba của bạn các bạn. Thì bữa giờ cũng có nhiều chuyện á, là thế mạng cho cha dạng như vậy các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi tin về, bạn kể rằng á, là sau khi mà đưa anh lên chùa rồi thôi cũng không có chuyện gì nữa cho tới sau này luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm gì không, đó là chúng ta đừng có ham mê tốc độ quá mức các bạn nha. Nhiều khi á, là mình đua xe như vậy á, thì mình lỡ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình, mà thí dụ như nếu mà mình chết cũng không nói, nếu mình chết cũng nói thiệt tình á. Còn nếu mà mình sống mà cái đời sống thực vật, là tại vì thí dụ như nếu đua xe té xuống rất là nặng, các bạn chạy rất là nhanh thì té xuống thì đương nhiên sẽ nặng, mà chưa tới số chết mà nằm một chỗ lại hả là khổ gia đình của mình. À, là lúc đó là không còn bạn bè gì đâu các bạn, những cái người bạn từ từ cũng sẽ rút hết, và lúc đó chỉ có gia đình mình lo cho mình mà thôi. Cho nên đó là hy vọng rằng các bạn điều chỉnh được tốc độ của mình, đừng có ham mê quá. Nhiều khi mình gây cho mình tai nạn rồi gây cho cái người khác tai nạn nữa, hại tới người ta nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn hả là đóng góp 2 chuyện nha. Chuyện đầu tiên là về bà nội của bạn. Cái lúc này là bà nội của bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có tầm khoảng 7-8 tuổi mà thôi. Thì hồi đó là gia đình ông bà cố với lại bà nội của bạn á, là ở trên ghe các bạn, sống ở trên ghe luôn. Thì có một hôm đó là tầm khoảng 2 giờ chiều ha, là có một cái thuyền mà dạng như người ta đi đánh cá mà người ta về không kịp á, rồi hả là người ta mới hả là tấp vô ngay chỗ mà bà nội của bạn đang tấp vậy đó. Thì người ta mới nói với bà nội rằng á, là làm ơn cho nấu cơm cá, là tại vì bây giờ hả là không còn cái gì để ăn hết, mà bây giờ về nhà thì không kịp, thành ra hả là xin bà nội nấu cơm cá nhờ cái bếp lửa của bà nội đó. Thì bà nội thấy người ta tội nghiệp quá, bà nội cũng đồng ý. Y xin lỗi các bạn, nãy giờ quên mất là bà cố nha, là bà cố của bạn cũng đồng ý luôn. Bà cố của bạn cũng đồng ý, thấy người ta cũng lên nấu. Thì lúc đó là bà cố mới chèo một cái ghe nhỏ để mà đưa bà nội của bạn ra ngoài gần gần ngoài giữa sông á, rồi tắm cho bà nội của bạn. Tắm xong cái giặt đồ ha, thì bà cố mới kêu bà nội rằng á, là con ngồi đây đi để má giặt đồ rồi chút vô. Đang giặt vậy đó, tự nhiên bà cố mới nghe một cái
một cái hả là bùm một cái các bạn, thì bà cố mới quay lại là không thấy bà nội đâu, là bà nội của bạn đã rớt xuống sông rồi, mà cái con sông lớn dữ lắm nha. Thì lúc đó là bà cố la quá trời la luôn, nhưng mà không có ông cố ở đó, mà hơn là những cái người mà người ta đang nấu nhờ ở trên hả là cái ga lớn của bà cố á, người ta nghe. Cho nên đó là người ta tức tốc á, là chèo ga ra các bạn. Thì khi mà chèo ra người ta cũng nhảy xuống, người ta lặn mò tìm, nhưng mà mò một tiếng đồng hồ vẫn không được lên, coi như là cứ tưởng rằng mọi người nói chết rồi, tại vì giữa sông lớn mà. Cho nên nó là trời ơi chết rồi, kiểu này là không cứu được rồi, cái này nó mất rồi, đau khổ quá. Thì bà cố khóc, bà cố khóc ra gào quá trời gào luôn. Thì những cái người đó người ta thấy rằng đó là bà cố tội quá, cho nên đó là người ta đã hả là cố gắng nhảy xuống để mà mò tiếp coi có được hay không. Thì cuối cùng đã tìm thấy bà nội của bạn các bạn, sau hơn 2 tiếng nha là đã tìm thấy bà nội của bạn, đem bà nội lên. Mà ngộ một cái rằng nếu mà cái người bình thường mà nếu té xuống sông vậy mà hơn 2 tiếng là không thể nào sống được. Mà bà nội của bạn á, là khi mà mọi người đem lên là bà nội vẫn còn cái hơi ấm. Cho nên đó là người ta đã cấp cứu ha. Cái bà nội sống, bà nội tỉnh dậy các bạn. Thì khi tỉnh dậy ngồi sao bình thường. Thì lúc đó người ta thấy bà nội vậy, cái người ta nói rằng á, trời ơi bà nội chắc là tiên, có là cốt tiên hay gì rồi, chứ nếu mà người bình thường mà té xuống vậy á, là làm sao mà sống được. Người ta nói quá trời luôn. Rồi cũng chúc mừng vậy đó ha. Cái bà cố cũng lo, bà cố lo rằng á, là trời trời sợ rằng có vong đó. Thành ra hả là bà cố đã dẫn bà nội đi xem thầy. Thì khi mà vô xem á, thì cái ông thầy đó nói rằng á, là do bà nội của bạn á, là có người độ, mà cái người này á là giống như là tiên vậy đó, mà người này kêu là cô chính. Thì sau cái lần mà chết đi sống lại đó đó, là bạn nói nha, bây giờ là bà nội của bạn đã sáu mấy tuổi rồi vẫn còn sống nha, mà bà nội đã thờ cái cô chính đó mấy chục năm, mà cô chính này rất là linh, cứ mỗi lần mà nhà mà sắp có chuyện gì á, là hay nhập vô bà nội để mà thông báo cho gia đình biết là theo bà nội mấy chục năm nay rồi các bạn, tới bây giờ vẫn còn. Thì đó là cái chuyện mà đầu tiên. Cái chuyện thứ hai á thì cách đây cũng khá là lâu rồi. Thì cái hôm đó là cái ông chú bạn gọi là ông chú, mà ông này á là em của ông nội của bạn ha, mới nhờ bà nội là chị dâu, tại vì á là biết rằng á là chị dâu cũng có căn vậy đó, cho nên nó là đã nhờ bà nội của bạn qua bên cái miếng đất của cái ông chú này nè, để mà ông chuẩn bị ông cất lại cái nhà cũ của ông các bạn. Thì ông cất lại, ông muốn cúng, ông muốn cúng. Thì lúc đó là bà nội cũng qua, xong cái bà nội đứng, bà nội cũng khấn vái cúng dùm ha. Thì khi mà đứng khấn vái vậy đó, cái tự nhiên bà nội rùng mình một cái, nín khe các bạn. Cái mọi người mới nhìn thì tự nhiên bà nội quay qua, bà nội nói rằng đó là lấy cho tao điếu thuốc coi. Nhưng mà giọng bà nội bình thường, các bạn nghe kỹ chi tiết này, là giọng bà nội không hề thay đổi, nhưng bà nội lại quay ra bà nội nói rằng lấy cho tao là điếu thuốc coi. Cái hả là mọi người thấy cái kiểu, cái giọng điệu của bà nội khác rồi, cái cử chỉ khác rồi, cho nên mọi người biết rằng bà nội là có vong vào, cứ tưởng rằng là cô chính không, nhưng mà không phải các bạn, là một con quỷ ở trong miếng đất đó. Thì khi mà mọi người đưa cho cái điếu thuốc đó, đó bà nội đưa lên hút một cái rọt, các bạn tưởng tượng cái điếu thuốc đi, các bạn hay hút á, mà bà nội đưa lên hút một cái là từ ở đầu thuốc thì nó kéo một cái rột vô, vậy chưa tới 2 giây nữa các bạn tàn liền luôn. Thì lúc đó hả tự nhiên ha, mấy người đó mới hỏi ai vậy, ai vậy cô chính hả, mà bà nó không trả lời, chỉ cười thôi, chỉ cười mà cười. cười vậy đó các bạn. Cái hả là lúc đó là mọi người biết rằng không phải là cô chính rồi, cho nên nó là mọi người mới hỏi ai vậy, ai mà vô đây vậy, thôi ra đi hả, có gì á là tụi tôi cúng cho ăn, nhưng không chịu ra, cứ đứng cười hoài các bạn. Cho nên nó là chú thứ sáu của bạn á là mới tức quá, thành ra là chú thứ sáu của bạn đã chửi. Chú sáu bạn nói rằng á là bây giờ mày có ra không, mày có ra không, mày không ra tao lấy chổi chà tao đánh lên đầu mày, bây giờ mày có ra không, mày có ra không. Thì con quỷ này nó gừng lại các bạn, giống như là nó đang cười vậy đó, thì nó gầm gừ, nó giống như nó muốn cự lại ha. Thì lúc đó là cô hai của bạn á, bác hai của bạn á mới nói rằng á là bây giờ ra không, không ra tao lấy quần dơ á tao đội lên đầu bây giờ, mày muốn vậy không. Thì lúc này á là bà nội phóng chạy ra ngoài, thì ở ngoài là vườn điều các bạn. Thì bà nội mới phóng chạy ra, nhưng mà ngộ một cái là không phải chạy bình thường, mà bà nội nhảy cò cò
Bạn nói rằng là bà nội của bạn nhảy cò cò, nhảy cò cò, nhảy cò cò, chạy phóng thẳng ra, mà tuy rằng nhảy cò cò mà lại nhảy rất là nhanh luôn, nhảy rất là nhanh các bạn, nhảy xong cái hả mất tiêu, mọi người chạy ra kiếm quá trời không có, kiếm quá trời không có, mà ở ngoài đó thì cây điều khá là nhiều, kiếm không có các bạn. Xong cái mọi người mới kêu rằng là ở đâu vậy, ở đâu vậy, ra đây đi, ra đây đi. Im lặng không ai trả lời cả. Thì mẹ của bạn là cũng là một cái người rất là gan, mẹ của bạn mới nói rằng đó là thôi thả má tôi ra đi hả, thả má tôi ra đi, có gì á là tôi năn nỉ á, có gì á là muốn ăn cái gì tôi mua đồ tôi cúng cho, tôi làm tôi cúng cho. Thì cái lúc mà mẹ của bạn nói nhẹ nhàng như vậy á thì nghe cái giọng cười hà lên cái hả là các bạn biết đâu không, đang ở trên một cái cành cây đều á các bạn, mà móc một cái chân, móc một cái chân vô trong cái cành cây đều, cái nhánh cây đều đó, ngã nữa, ngã ngửa ra các bạn, ngã ngửa ra, cái đầu thõng xuống. Trời ơi lúc đó là mọi người nhìn lên khá là sợ, sợ dữ lắm. Cái hả là mẹ của bạn mới năn nỉ thôi ra đi, ra đi rồi á hả tôi mua đồ, muốn ăn gì tôi mua đồ tôi cúng cho, chứ giờ má tôi già rồi mà nhập vô má tôi vậy á là tội nghiệp má tôi dữ lắm, là nói vậy ha. Thì cái con quỷ đó nó còn trả lời rằng tao là tao sống trên cái miếng đất này tao sống rất là lâu rồi, họ nghĩ sao mà tụi bay hả là hăm dọa tao, ý là nói là chú sáu của bạn với lại bác hai của bạn là hăm dọa đó, nghĩ sao tụi bay hăm dọa tao, tao sống ở đây lâu lắm rồi, trời đánh tao mấy lần rồi mà tao không chết, trời đánh tao mà tao bị què mất một chân nè, tao bị què mất một chân nè mà tao không chết thấy không, bây giờ cúng cho tao đàng hoàng, bắt đầu đòi ăn các bạn, đòi ăn món này món kia. Thì gia đình của bạn là cũng làm xong rồi, khi ăn xong là xuất ra. Mà bạn nói rằng cái mảnh đất của hả là ông em của ông nội của bạn á là coi như rất là xấu luôn, chỉ có là hai ông bà ở được thôi, còn ngoài ra hả là ai mà đến đây không bao giờ ngủ qua đêm được, là bị cái con quỷ này quấy phá. Thì đây là cái chuyện mà của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của thầy. Và tiếp theo là một chuyện ngắn nữa, chuyện này là mơ trong mơ các bạn. Thì bạn này là một bạn nam, bạn kể rằng á là vào cái năm mà bạn chỉ mới có 17 tuổi thôi, thì bạn có đi chơi chung với lại anh chị ruột và anh rể của bạn, đi ra Vũng Tàu chơi, mà vào thời điểm đó thì hai người này chưa cưới, đang là tình nhân thôi, hiện tại bây giờ cưới là có con rồi. Thì lúc đó là bạn mới có 17 tuổi à. Bạn nhớ rằng là có thuê một cái khách sạn, nhưng mà sau này thì khách sạn này đã được đập bỏ và xây lại cái khách sạn khác rồi. Thì bạn kể rằng lúc đó là ba đứa đi ra ngoài đó mới thuê cái phòng đó, là một cái phòng mà có hai giường, mà hai giường khá là lớn. Rồi chị của bạn thì nhảy lên một cái giường gần cửa sổ, gần với lại cái tivi trước. Xong rồi chị của bạn nói rằng tối nay tao ngủ bên đây, nhưng bạn nói trời ơi bà ngủ bên đó coi chừng ma nó đè bà đó. Thì chị của bạn mới nói, ê nói gì bậy vậy mày, nhưng tới tối hôm đó đó là ba người nha các bạn, bạn nói rằng ba người, chị của bạn nằm chính giữa, anh rể của bạn nằm bên kia, còn bạn thì nằm bên đây gần với lại cái giường giường trống á, là trong khi thuê cái phòng thì hai giường mà chỉ ngủ một giường thôi, là tại vì cái giường khá là lớn, ngủ chung với nhau, nằm coi tivi xong rồi ngủ luôn. Anh rể của bạn á thì không có thích mở đèn sáng, cho nên đó là có mở cái đèn ngủ ở trong phòng á. Thì bạn kể nha, cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn có nằm mơ, trong giấc mơ á, là bạn thấy có một con quỷ nó đang rượt đuổi bạn các bạn, nó đang rượt mà bạn chạy quá trời luôn. Khi mà nó rượt gần tới bạn thì bạn giật mình, mà cái lúc bạn giật mình vậy thì bạn thấy rằng á, là chị của bạn là đang ngồi, mà chị của bạn đang Quang ơi Quang, ma bạn này tên là Quang, ma ma Quang ơi. Thì khi mà nghe chị của bạn nói vậy rồi chỉ hướng đó, thì bạn mới nhìn theo cái hướng chỉ của chị bạn, bạn mới dần qua, thì bạn hết hồn, là tại vì bạn thấy có một người mà là con gái các bạn, mà đang giống như là đang ở trên cái tường vậy đó, mà y như cái con nhện đó các bạn, là đang bò đang bò đang bò ở trên tường, bò lên cái trần vậy đó. Trời ơi la, bạn la quá trời luôn. Thì lúc đó bạn lại giật mình thức dậy nữa, thì khi giật mình thức dậy là lần này nè là do la quá cho nên đó là anh chị của bạn giật mình kêu bạn, thì bạn mới giật mình dậy, thì mới biết rằng trời ơi nãy giờ mình trải qua là hai cái giấc mơ, mơ trong mơ các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng không hiểu sao
Tuy rằng đó chỉ là mơ thôi, mà bạn lại thấy rằng cái giấc mơ nó rất là thật, nó thật, thiệt là thật luôn. Và cái cảm giác khi mà tỉnh dậy nó lạnh một cách kỳ cục dữ lắm. Xong rồi là bạn mới kể lại cái chuyện như vậy đó. Rồi anh chị của bạn mới nói rằng là không sao đâu, chắc là do mệt quá, đi đường xa mệt quá cho nên nó là mới nằm mơ vậy thôi, chứ không có gì đâu, không có gì đâu. Rồi hả là cũng thức cho tới sáng, nhưng mà bạn nói rằng là sau khi mà thấy vậy thì bạn cũng không có gì hết, đi chơi cũng bình thường và cũng không có bệnh hoạn gì cả. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn trải qua trong cái khách sạn mà bạn nói sau 2-3 năm á, là người bạn của bạn đi Vũng Tàu thì có đi ngang qua cái khách sạn đó. Thì người bạn đó nói rằng là khách sạn này đã được đập bỏ và xây dựng lên một cái khách sạn khác khang trang hơn rồi. Thì đây là cái chuyện mà về trong cái giấc mơ lạ của bạn thôi, mơ trong mơ. À, Thi thì từ nào giờ là Thi chưa bao giờ trải qua cái chuyện mà mơ trong mơ cả, nhưng mà cũng có nhiều bạn là cũng nói rằng là em cũng đã từng là thấy mơ trong mơ như vậy. Còn riêng Thi thì chưa bao giờ, các bạn từ nhỏ tới lớn là Thi chỉ nằm mơ bình thường thôi. À, quá lắm là nằm mơ đánh lộn đánh lạo thấy ma thấy quỷ thôi, chứ chưa bao giờ mà nằm mơ mà thấy là mơ trong mơ như là cái bạn này với lại cái bạn Nam, bạn Tùng ở bên hả là Berlin Đức, mà hôm trước Thi kể cái tập mà chuyện ma Đức đó các bạn, là bạn đó cũng bị mơ trong mơ mà bạn thức giấc mấy lần vẫn chưa thoát ra được cái giấc mơ kinh dị của mình. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 799. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 800. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 799 ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.